Phiến rất vui được gặp lại quý vị trong bản tin FVNC Việt Nam ngày hôm nay mùng 9 tháng 10. Và như thường lệ, đầu tiên xin mời quý vị điểm qua những nội dung nổi bật sau đây. Sau gần một tuần bị cướp biển khống chế, tàu Sunrise chở dầu đã về đến Việt Nam. Phiên giao dịch 9 tháng 10, nhà đầu tư e ngại tình trạng xanh vỏ đỏ lòng của thị trường đang có xu hướng trở lại. Nhưng trước hết sẽ là báo cáo của chính phủ cho thấy năm 2015, ngân sách quốc gia vẫn trong trạng thái khó khăn. Kính thưa quý vị, báo cáo của chính phủ tại phiên thảo luận về tình hình kinh tế xã hội và ngân sách của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sáng nay mùng 9 tháng 10 cho biết, ngân sách năm 2015 sẽ tiếp tục còn khó khăn. Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng cho biết, ngân sách năm 2015 sẽ còn khó khăn, chi trả nợ tăng cao và chưa bố trí được nguồn để điều chỉnh tăng lương cơ sở cho cán bộ công nhân viên chức nhà nước. Tuy nhiên, ngân sách năm 2015 sẽ ưu tiên chi tiêu cho quốc phòng an ninh để đảm bảo giữ vững chủ quyền đất nước. Về việc tăng lương cơ sở cho cán bộ công nhân viên vốn đã bị trì hoãn vào năm nay, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính Ngân sách Phùng Quốc Hiển cho rằng nếu tăng lương cơ sở vào năm sau thì áp lực tăng chi ngân sách sẽ khá lớn, cần phải cân nhắc. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cảnh báo cơ cấu chi ngân sách hiện nay rất xấu vì đến 72% chi thường xuyên, còn gần 30% là vừa trả nợ vừa đầu tư phát triển. Điều cần phải làm là trở lại tái cơ cấu 50% chi thường xuyên, 30% chi đầu tư và 20% chi trả nợ. Chiều qua 8 tháng 10, thì Chính phủ đã trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội luật sửa đổi bổ sung một số điều tại các luật thuế. Trong đó thì có đề nghị bỏ quy định khống chế chi phí quảng cáo. Đã có nhiều ý kiến tại Ủy ban Tài chính Ngân sách ủng hộ phương án này. Đối với đề nghị sửa đổi bổ sung quy định về khống chế chi phí quảng cáo khuyến mại, Chính phủ đưa ra hai phương án. Phương án 1 là bỏ quy định khống chế khoản chi quảng cáo, tiếp thị, khuyến mại hoa hồng, môi giới, v.v. Phương án 2 là chỉ khống chế 15% đối với chi phí quảng cáo, còn lại không khống chế các khoản chi tiếp thị, khuyến mại, hoa hồng, môi giới, v.v. Về phía chính phủ thì chọn phương án 2, trong khi Ủy ban Tài chính Ngân sách và một số vị ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã đề nghị chọn phương án 1, tức đồng ý bỏ trần chi quảng cáo. Theo quy định hiện hành, luật thuế thu nhập doanh nghiệp khống chế mức chi phí cho quảng cáo khuyến mại cho phép chỉ tối đa 10% tổng chi. Theo công ty đóng tàu Thủy sản Hải Phòng, con tàu có tên Sunrise chở hơn 5.200 tấn dầu đã bắt được liên lạc với đất liền sau gần một tuần mất tích do gặp cướp biển. Hiện thì Sunrise và 18 thủy thủ đoàn đã về đến Việt Nam, trong đó thì có 2 người bị thương do cướp tấn công. Khoảng 1/3 số dầu trên tàu đã bị cướp. Thông tin ban đầu cho biết, sau khi rời luồng cảng tại vùng biển Singapore, Sunrise đã bị nhóm cướp có vũ trang cùng lúc sử dụng tàu cao tốc và tàu cá tấn công, làm bị thương 2 thuyền viên, trong đó có máy trưởng và khống chế 16 thuyền viên khác. Sau đó, thì nhóm cướp biển đã đưa tàu lớn áp sát và cướp đi khoảng 1.500 tấn dầu. Toàn bộ bánh lái và tất cả các trang thiết bị hàng hải, điện thoại cá nhân của 18 thuyền viên đều bị cướp phá hủy. Và đến 2 giờ sáng nay giờ Việt Nam, thì nhóm cướp biển đã thả tàu Sunrise tại khu vực sát vùng biển Thái Lan. Và đến 5 giờ sáng, thì Sunrise gặp được tàu cá và nhờ liên lạc về đất liền. Theo lịch trình, thì cùng với sự hỗ trợ của các tàu cá và 2 tàu cảnh sát biển, hôm nay Sunrise đã về đến vùng biển Phú Quốc, Kiên Giang. Và trong chuyên mục mỗi ngày một con số, ngày hôm nay chúng tôi muốn đề cập đến con số 5,97%, thưa quý vị. Đây là mức tăng trưởng GDP mà Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh cho rằng khả năng sẽ đạt được trong năm nay. Mức tăng trưởng này cao hơn so với mục tiêu đề ra ban đầu. Trong cuộc làm việc với Ủy ban Thường vụ Quốc hội sáng mùng 9 tháng 10 về tình hình kinh tế xã hội 2014 và kế hoạch 2015, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh cho rằng ước tính GDP cả năm 2014 có thể đạt cao hơn mục tiêu với mức tăng 5,97%. Tuy nhiên, để đạt được mức tăng trưởng này thì cần đi kèm điều kiện là đạt được những con số theo dự báo của Bộ Công Thương về sản lượng khai thác và xuất khẩu đối với dầu thô và than đá. Theo mục tiêu ban đầu, tăng trưởng GDP năm 2014 là 5,8%. Ngoài ra, thì về các mục tiêu kinh tế năm 2015, Bộ Kế hoạch và Đầu tư dự kiến GDP 2015 sẽ tăng khoảng 6,2%, bộ chi ngân sách là khoảng 5% GDP và CPI giữ ở mức tăng 5%. Nếu tính chung tăng trưởng GDP bình quân trong giai đoạn 2011-2015, thì con số đạt được khoảng 5,8%, không đạt mục tiêu mà Quốc hội thông qua trước đây.
Kính thưa quý vị, chứng khoán hai sàn đã đồng loạt tăng điểm trong phiên giao dịch ngày hôm nay mùng 9 tháng 10. Tuy nhiên thì xu thế này chủ yếu đến từ lực đỡ của các mã vốn hóa lớn. Điều này đã khiến cho không ít nhà đầu tư tỏ ra lo ngại về tình trạng xanh vỏ đỏ lòng của thị trường đang có xu hướng trở lại. Nối tiếp xu hướng xanh vỏ đỏ lòng của phiên liền trước, thị trường hôm nay mặc dù vẫn giữ được sắc xanh, nhưng chủ yếu là đến từ các cổ phiếu vốn hóa lớn. Hoạt động giao dịch suy yếu hẳn so với các phiên liền trước, khi lực cầu thấp, còn lực bán thì lại tăng tốt dần, dòng tiền diễn biến sôi động hơn ở các cổ phiếu pennies. Bước sang phiên buổi chiều, VN-Index tiếp tục bứt phá và có lúc tăng gần 10 điểm. Sức bật này được hỗ trợ chính từ cổ phiếu GS, khi mã này chạm mốc cực trần trên 116.000 đồng một cổ phiếu. Mặc dù vậy, thị trường nhìn chung lại không hề tích cực với số lượng mã giảm giá chiếm ưu thế hơn. Tâm lý nhà đầu tư tỏ ra khá thận trọng, thể hiện ở tính thanh khoản đang giảm dần. Khép phiên, VN-Index tăng 1,15% lên mốc 624,34 điểm, giá trị giao dịch trên 3.000 tỷ đồng, tương đương hơn 163 triệu đơn vị. Diễn biến tương tự như sàn HOSE, chỉ số HNX Index cũng có phiên tăng điểm nhờ vào các cổ phiếu chủ chốt. Dòng dầu khí với PVS hay PVC tiếp tục hỗ trợ thị trường. Bên cạnh đó còn có lực đỡ từ SHB của Ngân hàng Sài Gòn Hà Nội, giúp cho sàn này duy trì được sắc xanh đến cuối phiên. Đóng cửa thị trường, HNX Index tăng nhẹ lên mốc 91,35 điểm, thanh khoản đạt gần 1.200 tỷ đồng, ứng với hơn 79 triệu đơn vị được chuyển nhượng. Thông tin về chứng khoán vừa rồi cũng đã khép lại phần 1 của chương trình và đến với phần 2 xin mời quý vị theo dõi những nội dung nổi bật sau đây. Thành phố Hồ Chí Minh chuẩn bị gắn chip theo dõi các thiết bị phóng xạ sau những vụ mất cắp thiết bị phóng xạ nguy hiểm thời gian qua. Tiêu điểm hôm nay sẽ bàn về câu chuyện làm thế nào để thu hút khách du lịch từ Thái Lan.